Hello anh Hello. em. Ok, tiếp tục câu cá nha anh em. Thì nãy giờ ngồi cũng khoảng 1 tiếng anh em. Thì lên được 2 con rồi, giờ mình mới mở máy quay. Thì thường thì mình lên cá mình mới quay được anh em. Còn lúc mình bo cá mình không có quay được anh em. Thì chỗ mình ngồi đây nè, xem nước rồi không nè. Mình không có cầm máy quay, mình không có quay trực tiếp rồi được. Tại vì mình quay trực tiếp rồi không biết lúc nào cá ăn, lúc nào cá không ăn anh em. Mình không có quay phao quay đồ được. Nên là mình lên cá rồi mình mới quay được cho anh em xem. Còn mình lúc mình bo cá rồi mình mở máy quay thì sợ dính cây anh em, tại vì gốc cây nhiều lắm, mình lên là mình ép nó lên luôn à, nên là mình không có cần cái cần, xong rồi mình mở máy quay lại mình quay lúc mà bo cá được, nên là mình chỉ chia sẻ cái cá khi lên bờ nha. Rồi lúc nãy là mình có lên một cái vẫy này, cái vẫy rô phi này em thấy bự không, tầm này thì khoảng ký cho lên đó nè, Quá đẹp, dính cây nữa. chung nửa ký ký thì vẫy cái này nè, nửa ký thì không có vẫy này đâu. Đó luôn, tại mình câu cá rô ở đây phi là nhiều rồi, vậy này được khoảng tầm 1 ký, đây mới lên một con khoảng tầm nửa ký, hơn nửa ký rồi nè, Hay thật cá rô đây đó. phi nè, thêm một con mè dinh, mè dinh là khoảng tầm 3 lạng, đây mình gọi đấy. Rồi giờ bắt con rô phi mình bỏ ra mình tiếp tục câu nha nè, trời hôm nay thì nó hơi xấu, Ông trùng tới rồi, chùm tới rồi, ông trùng tới nữa. có một người đang xuống nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục câu nha, khi nào có cá mình sẽ báo cá cho anh em nha. Ok bạn, anh này lên cá cá rất là to luôn. Bây giờ mình sẽ đi quay cho các bạn xem. Dính cá gì hả chú? Còn mà chú. Cá chép cái gì rồi? Lên nổi luôn chứ. Nó cọc rồi. Cá to không chứ? To đấy. Còn lặn xuống, lặn xuống. Còn đến góc rồi. Ba đêm 5-6 kg á. To thật chứ. Không lên nổi luôn. Con hết cần. Bên kia nhìn tưởng đến góc á lốt phao luôn rồi chú. Lên luôn đó chứ. Cái cần, cái cần. Cặp con tí xíu à. Cái cần nó khéo cần lắm. Con này nè. Con cỏ. Chấm cỏ á, con nó chấm rồi đó. 4 5 kg luôn á, con nó chắc 4 5 kg ạ. Thấy cái cần nó trong vòng mà nó không lên được nổi nửa mặt nước. Cái gì gì ở dưới. Phải không thấy luôn rồi. Nó nít nít luôn. Thì dính góc rồi, xong rồi. Được thẻo rồi. Có lên nào lại xuống nữa không? Bỏ thẻo luôn rồi chứ, lặn gì nữa. Chạy rồi, nó mất rồi. Nếu mà còn thì xuống lặn xuống bớt bớt nó luôn. Móc hàm nó luôn. Cái giờ vẫn còn như mình nữa. Mình vẫn còn như thế còn còn. Hôm bữa em cũng dính cứng ngắc vậy đó, nhưng mà để ông hỏi cái nhúc nhích. Cá nó vẫn lên, nó vẫn còn. Ủa tiếc nha. Hồi nãy anh chạy qua đây luôn cho nó vô luôn được rồi. Lên tới đó rồi. Em thấy mà, em thấy nó quận mặt nước cái mà. Kéo bên này rỉ kinh lắm. Tròn lắm à. Cho chấm cỏ rồi, chạy rồi biết cá. Ừ. Thấy thấy. Thấy cách chạy là biết rồi. Còn chép là nó cứ dịch thẳng ra không à. Thấy con này có gì con ngành công không? Chép thì nó chạy ghê kinh lắm. Rồi xong. Được ngang cái chục luôn. Chết thật chứ. Âu. Rồi xong mắc cá. Tính chạy lại quay con cá khủng vậy. Cuối cùng bắt con cá rồi. Không thì chứ lâu lâu đựng con cái to chứ. Vậy nó ê anh làm đứt xong nó mới chạy ra kìa.
Đó, nãy nó anh làm dính trong dây trong đây đúng không? Xong chạy ra đó, cái tâm chạy ra đó kìa. Vẫn còn dính. Người ta còn dính trong dây luôn á. Lâu mới được con cá to mà. Tiếp cá. Nếu mà chạy em biết cá liền, cá chấm cỏ nó chạy vô đó thôi. Nó gì gì ở dưới. Chạy không mạnh mà nó gì 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 ở dưới. Chép nó cũng gì mà nó chạy mạnh lắm. Chú này là lên hàng nha. Vượt rồi chú. Chép này 2 ký hay sao? Phi á. Phi. Ôi không dính cá to hả? Không dính lại cá chám dính rô phi được rồi. 300 này chứ. Chết nha. Nó về lại chứ. Con chấm cái thằng này vô trước á. Rô phi á. To chứ. Bằng hồi hôm trước mình câu á. Mới đi. Còn to sợ chứ nhỉ. Ngon đó thôi. Ok, về thôi. Chiều tâm nó vô quá trời luôn, nó không thèm ăn nữa. Chúng mớm được 2 con. Cái ký hơn ký. Bên trong đầu về. Có một cái thằng đó. Tâm quá trời luôn. Chưa về không cảm? Chưa về hả? Tối hả? À, về trước. Ủa, Tâm vô kìa, giờ này nó mới vô. Về thôi.